Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2014. Giờ này là 11 giờ sáng. Đúng theo thời dung biểu, chúng tôi sẽ có mặt ở đây mỗi thứ bảy vào lúc 11 giờ sáng để chúng ta tập hợp cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản và đồng thời cầu nguyện bình an cho nhân loại và kêu gọi nhân loại mau mắn cậy trông vào hồng ân cứu rỗi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mà Thiên Chúa Giêsu đã hiện ra cảnh báo cho nhân loại là hãy mau mắn ăn năn sám hối gấp. Và đây là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên mây mà chúng tôi đã chụp được trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào Việt Nam chúng ta cầu nguyện ở tại Orange County thuộc thành phố Westminster, California 92683. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, xây qua xây lại thì chỉ có mình tôi à. Là bởi vì tôi không có phương tiện tài chính để mà thông báo trên báo chí cũng như là thông báo trên đài truyền hình. Bởi vì khi mà đụng tới những cái nhóm đó thì phải có tiền, thì họ mới... tức là phải có tiền thì họ mới thông báo cho mình. Trong khi đó thì những sự việc làm của chúng ta bây giờ quan trọng nhất là đáp lại lời cảnh báo và kêu gọi của Thượng Đế Toàn Năng và của ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, và cũng như đáp lại lời mời gọi của hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong, kêu gọi chúng ta là hãy tập hợp tại nơi đây để cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản và đồng thời cầu nguyện kêu gọi nhân loại mau mắn ăn năn sám hối. Nhưng mà thưa đồng bào thương mến, giới truyền thông truyền hình báo chí Việt ngữ thì lo những cái chuyện gì đâu tôi không biết, và cũng như là đa số đồng bào chúng ta, tất cả những hội đoàn đoàn thể rồi đại diện tôn giáo vân vân và vân vân, thì đa số là chưa có thức tỉnh và chưa có nhập tâm. Đó là lý do tại sao đa số đồng bào Việt Nam chúng ta ở Orange County đã chưa có mặt ở đây đông đủ để mà cầu nguyện. Thì ngày xưa thì lúc mà tôi còn làm lương y thì tôi có tài chánh, thì tôi tốn tiền thông báo này kêu rồi cắt cái trên đài, trên báo chí, thì mỗi lần cầu nguyện thì có một số người đến. Nhưng mà bây giờ tôi không có làm lương y nữa, tôi kể như là retire rồi. Thế nhưng đồng bào nhóm báo chí truyền thông không có đếm xỉa gì hết, không có phụ tôi làm việc thông báo những tin mừng này đến cho đồng bào Việt Nam chúng ta nói riêng và cho nhân loại nói chung. Thì đây là một điều rất là đau buồn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, cho những cái người mà làm giới truyền thông và cũng như cho đồng bào ở Orange County, đồng bào Việt Nam mình á. Và đây thưa đồng bào thương mến, hình ảnh linh hồn của những hùng chiến sĩ hiện ra tại nơi đây, và đây là hình ảnh Cha Trời Giêsu hiện ra trên nền trời Westminster, và đây là hình ảnh linh hồn chiến sĩ hiện ra. Xây dựng hướng này đồng bào thấy một ông rồng đang phun lửa, và đây là hình ảnh di ảnh Đức Thánh Trần Hưng Đạo hiện ra trong giấc ngủ trong lúc tôi thiền định. Ngài bảo là đồng bào cần xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, và chúng ta khởi đầu tại nơi đây, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Và thưa đồng bào, hình ảnh trên bầu trời bữa nay thì hồi sáng từ nãy giờ tôi thấy là hình như có rồng phụng kết tụ bằng mây trên bầu trời nhiều lắm. Thì thưa đồng bào thương mến, tôi cũng không biết nói gì hơn, tại vì quyền tự do, ai đến thì đến, không đến thì thôi. Nhưng mà tuần tới thì chúng tôi hy vọng thì chúng tôi sẽ cố gắng kiếm chút đỉnh tiền để đăng báo mời đồng bào đến đây. Bởi vì tuần này chúng tôi chưa có tiền. Chúng tôi có liên lạc với đài VNA 57.3 để mà lên thông báo chương trình cầu nguyện ngày hôm nay. Nhưng mà họ đã từ chối, là bởi vì tôi không biết lý do tại sao.
Tôi nghĩ là đài VNA 57.3 và cũng như tất cả những đài truyền hình, truyền thông báo chí Việt ngữ ở Tài Loan Cao Tỳ đã và đang thờ ơ và vô trách nhiệm đối với việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam. Điều này thật là đáng đau buồn cho những cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí đó, là bởi vì họ đã đánh mất quá nhiều cơ hội, bởi vì họ đã vô tình hoặc cố ý xem thường những phép lạ vĩ đại của ơn trên đã hiện ra ban cho người Việt Nam chúng ta biết trước. Thì tôi thì đã được dạy dỗ và học hỏi rất kỹ, tức là ai cũng có quyền tự do chọn lựa, thì họ chọn lựa vô tình hoặc cố ý khinh thường việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam, và nhất là khinh thường những hình ảnh phép lạ của Chúa Giêsu và của ông bà tổ tiên mình và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra để hướng dẫn nhân loại. Và họ, giới truyền thông, báo chí, truyền hình, họ là những người có bổn phận phải thông báo những tin mừng này đến cho cộng đồng thế giới được biết nói chung và cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi được biết nói riêng. Thế nhưng đến giờ phút này thì thật sự giới truyền thông, truyền hình, báo chí Việt ngữ đã chưa làm điều đó. Và bây giờ là ròng rã trên 5 năm rồi, họ vẫn chưa làm gì cả đối với việc làm vĩ đại này, tức là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, và nhất là cho đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi được biết gấp. Và thưa đồng bào thương mến, đây là hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra, và đồng thời hình ảnh sức nóng mặt trời tấn công vào quả địa cầu, và kế nữa là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra cảnh báo cho nhân loại được biết đó là sự việc đang xảy ra và sẽ dồn dập sẽ xảy ra. Và thưa đồng bào thương mến, ở đây chúng ta thấy khi mà sức nóng mặt trời tấn công vào quả địa cầu thì sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, và sẽ có nhiều quốc gia trên thế giới sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển, và đương nhiên sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng. Và đây là hình ảnh đã hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào Việt Nam chúng ta cầu nguyện, và đây là khuôn mặt quỷ Satan, và đồng thời đây là biển nước dâng tới mây khi mà động đất tsunami xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vì đây là hình ảnh cảnh báo về việc sức nóng mặt trời tấn công vào quả địa cầu và sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Và đương nhiên cùng lúc chiến tranh loạn lạc và đủ thứ bệnh dịch kinh hoàng xảy ra dồn dập, và cộng đồng thế giới sẽ kinh hoàng và sẽ kêu bằng khiếp sợ rồi ăn năn sám hối. Thì lúc đó thì những kẻ thực sự ăn năn sám hối, hy vọng họ sám hối kịp lúc, nhờ đó mà họ sẽ được cứu rỗi, bởi vì thực tế là chẳng có một kẻ nào được cứu rỗi nếu mà kẻ đó không thật sự ăn năn sám hối, bởi vì đây là thời mạt kiếp đang xảy ra. Và thưa đồng bào thương mến, tiếp theo sau đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra tại nơi đây, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, và khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời Westminster. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, ông rồng bà phụng. Hình ảnh này đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời, ông rồng ở phía trên và bà phụng hoàng ở phía dưới, đó là ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta. Và kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa tôi tường trình tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Và đồng bào nhớ nhắc nhở cho nhau, chúng ta cần có mặt ở đây mỗi thứ bảy vào lúc 11 giờ sáng để cùng nhau cầu nguyện chuyển điển về Việt Nam, giải tán thế giới cộng sản, và đồng thời cầu nguyện cho đồng bào nhân loại mau mắn thức tỉnh, ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội, vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức, tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào sẽ nhận diện được là chiến tranh dồn dập và thiên tai dồn dập và bệnh tật dồn dập, cho đến khi nhân loại khiếp sợ, ăn năn sám hối, bởi vì tội ác của nhân loại chúng ta gây ra quá nhiều, và đồng thời quỷ Satan đã xâm nhập vào quả địa cầu hằng hà sa số. Những hình ảnh mà tôi đã chụp được đã nói lên rõ điều đó. Đồng bào cần phải học hỏi, đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta là www.facegodjesuschrist.com để xem xét học hỏi về 12 phép lạ của cha trời Giêsu và của ông bà tổ tiên mình, của linh hồn anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra cảnh báo và phụ trợ chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp.
giải tán thế giới cộng sản và đồng thời kêu gọi nhân loại sám hối gấp. Và đương nhiên chúng ta cần thông báo những tin mừng vĩ đại này cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đó là lời kêu gọi của Cha Trời Giê-xu và của Tổ Trời và của ông bà Tổ Tiên Thánh Thần mình và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra phán bảo như thế. Và tôi có bổn phận thông báo lại cho đồng bào được biết, và bổn phận của tôi là như thế. Và kính mong đồng bào mau mắn đồng hành cùng chúng tôi để thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Một lần nữa, y sư thánh giống chúng tôi tường trình tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Amen. Okay, let's do it. Our Father in heaven, Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con và khỏi sự dữ. Amen. Thank you, Jesus Christ, the Holy God. We thank you. Amen. Yeah. Okay. What is this part called? Freedom Park. Yeah, freedom. Yeah. Mm-hmm. Okay, lady. Thank you. Thank you. Yeah, I hear every Saturday at 11. Yo. Yeah, we come here sometimes on the weekends with these guys. Leader around the world, this is a very serious warning. This is warning about earthquake, tsunami, water wave, high mile up to the sky. Many nations will sink in the ocean. This is the original color. You see the face of Satan, and also you see the water wave, high mile up to the sky. You see many nations sink in the ocean. You see Satan's face in there. And this is, I make the color darker so you may see more detail. And this is many souls get burned after we die. I'm talking about those who deny the Almighty God, Jesus Christ, is their Savior. Of those who deny the Holy God, Jesus Christ, is the way, the truth, and the life, then they will face this. Disaster. This is a disaster. This is God allow them to appear in the sky for us to learn and to repent our sin and turn ourselves to the Holy God, Jesus Christ, as soon as possible. Again, thank you for your time. This is Brother Jimmy, the prophet of God. And I don't care who you are, what you
do what you did in the past. I love you all. That's why I wish you learn about this and take good action right away. Obey the Almighty God, Jesus Christ, order, now and forever. Amen. You see, the heat of the sun, the universe, heat will attack the earth. What has happened? This will happen. Earthquake, tsunami, waterway, high and high up the sky. Many nations will sink in the ocean. And only the Holy God, Jesus Christ, this is the Holy God, Jesus Christ, image appear in the sky. Only the Holy God, Jesus Christ, can save you and save your family and save your country and especially save your soul. This I make the color darker so you may see more detail, but this is the original color, it's right here. You see the image of Jesus right there. And also the heat of the sun attacking the earth right now. It's continue getting worse. And I tell you, many nations will sink in the ocean when it happened. And it will happen soon. You see right now world trouble all over the place. Sickness all over the place. Economic going down. And I'm talking about many problems. And that's why we all need to turn ourselves to the Holy God, Jesus Christ, teaching and take good action from the teaching of the Holy God, Jesus Christ. They are in the Bible of the Holy God, Jesus Christ. And all leaders around the world, you need to help me to deliver this wonderful message to all the brothers and sisters around the world to know as soon as possible. Please do not delay anymore. Obama, Ban Ki-moon, Brother Francis in Vatican, and all of the leaders around the world, and all of the religious leaders, you need to contact me as soon as possible, because our time is running out. Again, thank you for your time, and I'm so sick and tired. I've been waiting for you guys for too long, so right now I ask God, give me rest. The Holy God, Jesus Christ, give me rest from now on, so I need to take some rest, okay? I'm too tired. Again, thank you for your time, and you know where I'm at. You know how to contact me. I think you do. So, you know what to do now. Goodbye. And I hope that you wake up and answer the Holy God, Jesus Christ, calling you to deliver this wonderful message to everyone on earth to know as soon as possible. Thank you for your time.